Vâng, thưa xin kính chào các anh chị em và xin kính chào quý thầy, kính chào quý cô, kính chào quý vị tu sĩ. Vâng, thưa các anh chị em, ngày hôm nay là ngày Chủ nhật và giờ này, xin lỗi các anh chị em nha, tôi tắt cái này đi. Và giờ này là buổi chiều 13 giờ gần 40 phút. Ban nãy tôi có thông báo cùng với các anh chị em là tính theo giờ Sài Gòn là khoảng 7 giờ 10 phút, 7 giờ 5 phút tôi sẽ làm gửi đến các anh chị em live stream này. Tuy nhiên là có một số những cái cuộc điện thoại hết sức là gấp, cho nên là tôi không có trao đổi được đúng giờ, mong các anh chị em thông cảm. Vâng, thưa các anh chị em, chúng ta đang đứng trước những sự biến động rất lớn của thế giới nói chung và của Việt Nam chúng ta nói riêng. Tiêu đề của ngày hôm nay chúng ta vẫn trao đổi chung quanh cái câu chuyện virus corona, mà tôi đang nhìn nó là một cái trận, nó là một cái cuộc sóng thần. Một trận sóng thần sẽ đến với đất nước của chúng ta. Chúng ta muốn hay không muốn, nó cũng sẽ xảy ra. Thưa các anh chị em, trước khi đi vào câu chuyện của chúng ta và vấn đề của chúng ta, thì tôi xin phép cùng nhau chúng ta có một cái nhìn rộng ra về thế giới, để từ những cái câu việc của thế giới, từ những cái tin tức của thế giới đó, chúng ta nhìn vào chính bản thân của chúng ta. Thưa các anh chị em, như suốt 3 ngày hôm nay là cái tình trạng của Ý Đại Lợi, họ đã hết sức là xôn xao. 11, 12 tỉnh đã đứng ở trong một cái tình trạng là báo động. Vì có sự xuất hiện của virus chủng corona đã xuất hiện tại Ý Đại Lợi và đã có 2 người tử vong. Chỉ có trong vòng 2-3 ngày thôi thì cái số lượng người mà phát hiện ra là đang dương tính. Thực ra cái chữ dương tính với âm tính tôi rất là bực mình, khi mà tức là những người bị đó, giờ chúng ta gọi nôm na là những người bị cộng. Những người bị cộng đó là
xác định là cộng dịch đó, là bị lây nhiễm đó, là tại Ý Đại Lợi đã hơn 100 người. Và cái nguồn đặc biệt nó làm cho Ý Đại Lợi cũng như là thế giới chấn động, đó là cái một người mà bị cái phát hiện ra cái virus tấn công đầu tiên, đó là người không có tiếp cận với bất kỳ một cái vùng lãnh thổ nào có cái dịch virus corona, cũng không có một sự tiếp cận nào với những nhân lực người Tàu hoặc là người Vũ Hán tiếp cận với ông ta. Và đây là trường hợp thứ nhất đã tử vong. Và trước khi tử vong nó cũng đã tạo ra một sự lây nhiễm. Dĩ nhiên đó là một sự vô tình của người ta, lây nhiễm ra nhiều người khác. Một nhân lực thứ hai thì là người có tiếp cận với những người Trung Quốc. Và điều này đặt ra cho chúng ta một vấn nạn mới. Đó là không hẳn là chúng ta đến Vũ Hán hay chúng ta tiếp cận với những người từ Vũ Hán đi ra thì mới bị bệnh, mà giống như trường hợp một cái ông già đó là không có. Đồ ông già người Ý Đại Lợi là không có một cái sự tiếp cận nào đó, bất kỳ một sự tiếp cận nào với những người Trung Quốc hoặc là vùng lãnh thổ của Trung Quốc. Cho nên đây nó đang là một cái vấn đề làm nhức nhối các nhà khoa học trên toàn thế giới. Đó là câu chuyện của Ý Đại Lợi và cái tình trạng kinh tế của 11 tỉnh đó đã rớt vào tình trạng đình động và người ta đang hết sức hoảng sợ, hết sức hoảng loạn. Cái quốc gia thứ hai nó liên quan đến một quốc gia gần cận với chúng ta, đó là Đại Hàn, tức là gọi là Hàn Quốc bây giờ, là anh chị em tại Việt Nam hay gọi là Hàn Quốc. Cái tình trạng báo bệnh đã xét nghiệm và đã xác nhận thì nó đã hơn 600 rồi. Theo cái thông tin tôi mới nhận được là 604 người rồi. Và con số tử vong nó đã là lên 6 người. Tình trạng của Đại Hàn đang báo động, đã nâng cái mức báo động lên báo động toàn quốc cấp cao nhất, đó là tại Đại Hàn. Vị thủ tướng đã phải lên trên truyền thông để xác nhận rằng đã có những sai lầm, tức là cái sự phòng chống đã có những sự sai lầm. Thì so cái tình trạng của Đại Hàn với tình trạng của Việt Nam, chúng ta thấy có những sự khác biệt. Một ông thủ tướng của nước Đại Hàn đã hết sức xúc động đứng trước người dân để nhận trách nhiệm của mình. Song song đó, chúng ta cũng nhìn thấy một vị thủ tướng xuất sắc của chúng ta, một vị thủ tướng kiệt xuất của chúng ta vẫn lả lơi với những người không ra gì cả, thậm chí là lả lơi với một người làm thơ mà không ra thơ, làm thần mà không ra thần, gọi là thơ nếm đít, thơ nịnh bợ, thơ nịnh hót. Dù rằng nịnh hót một cách ngu đần, dù rằng nịnh gót một cách khờ khạo đi nữa, thì chúng ta cũng vẫn phải lên tiếng để chỉ mặt. Bởi vì nếu cô ta là một người chỉ có ngồi trong bếp để làm việc nội trợ cho gia đình của cô ta thôi thì ok, chúng ta không nói đến làm gì. Nhưng cô ta là người đứng trên bục giảng dạy con em của chúng ta, đó là những người giáo viên. Mà trong thời gian vừa qua chúng ta thấy xuất hiện khá nhiều, từ cái chuyện của Hồng Kông đến nay, đến bây giờ chúng ta thấy xuất hiện khá nhiều những thứ giáo viên súc vật. Tôi nhấn mạnh và tôi chịu trách nhiệm với cái chữ gọi là giáo viên súc vật, bởi vì chúng nó thể hiện rất rõ cái vai trò và bổn phận liếm đít những đứa lãnh đạo, kể cả là từ cái vụ Hồng Kông cho tới những cái vụ dịch cúm corona này. Và điều đó nó cho chúng ta nhìn thấy một sự hoảng loạn, một sự nguy hiểm cùng cực cho
cái dòng sinh mệnh của chúng ta, dân tộc chúng ta, nếu như chúng ta còn sống sót sau cái đại thảm họa này. Điều đó cho chúng ta nhìn thấy rằng phải cần quét sạch chúng ta, ngay từ trong ý thức của chúng ta ngày hôm nay. Trong ý thức của chúng ta phải trang bị một cái suy nghĩ là quét sạch chúng nó. Những đứa gọi là giáo gian mất dạy như vậy, những đứa là giáo gian súc vật như vậy, cũng như bè lũ tuyên giáo khốn nạn. Cái lũ bè lũ tuyên giáo khốn nạn đó phải treo cổ chúng nó hết khi chúng ta có cơ hội. Tôi nhấn mạnh là treo cổ chúng nó. Thưa các anh chị em, chúng ta nhìn câu chuyện tại Hàn Quốc, và từ câu chuyện tại Hàn Quốc đó, nó bật ra một cái vấn đề mới đối với chúng ta. Nó liên quan đến tôn giáo, nó liên quan đến niềm tin. Bởi vì người phụ nữ 61 tuổi là tác nhân chính yếu bằng cái niềm tin tôn giáo của mình đã đi gieo rắc một cách hết sức tận tình cái chủng virus corona. Dĩ nhiên là bà ấy gieo rắc trong sự vô tình cuồng tín của mình. Bởi bà ấy nghĩ rằng với cái niềm tin Thiên Chúa của bà ấy, với cái niềm tin vào Đức Giêsu của bà ấy thì trời đất mới, tức là một cái tông phái của một cái giáo phái mới của Hàn Quốc, tại Hàn Quốc có tên là Tân Thiên Địa, tức là trời đất mới. Bà nghĩ rằng với niềm tin của bà ấy, với cộng đồng cầu nguyện của bà ấy, thì không có một cái thứ virus nào có thể ắt tắc, có thể đánh vào được bà ấy. Nhưng nó đã gây ra một cái thảm họa rất lớn cho nước Đại Hàn ngày hôm nay. Những người trong cái giáo phái đó, cái giáo phái Tân Thiên Điện, nó có một cái chi tiết mới, nó mới hết sức nóng sốt, chúng ta mới nhận được. Đó là Jerusalem Do Thái đang dẫy ầm ầm lên, đang dẫy nảy ầm ầm lên. Vốn dĩ Do Thái là một cái quốc gia là rất nghiêm, rất là nghiêm khắc cái chuyện biên giới. Người ta đang dẫy đùng đùng lên là bởi vì người ta nhận ra một cái danh sách, gọi là danh sách những người đã bị virus corona ắt tắc, tức là dương tính đó, cộng đó, tại Hàn Quốc. Thì trong đó có 9 người, có 9 người của cái giáo phái đó, 9 người Hàn Quốc của cái giáo phái đó đã có mặt tại Thánh Địa Jerusalem từ ngày 16 cho tới ngày 18 vừa qua, tức là trong khoảng 3 ngày. 9 người đó đã có mặt tại Thánh Địa Jerusalem. Vậy câu hỏi mà họ phải dẫy nảy lên, họ phải hoảng hốt lên là trong cái ngày 16 đến ngày 18 tháng 2 đó, 9 người này đã tiếp cận với những ai ở Thánh Địa Jerusalem? Đây là một câu hỏi lớn và câu hỏi hết sức quan trọng. Bởi vì Thánh Địa Jerusalem rất đông đảo người và là chật hẹp. Bởi vì đó là một thành phố cổ của 2.000 năm trước, 2.600 năm trước, thành phố Jerusalem. Và cái sự cổ kính và chật hẹp đó đem đến rất nhiều những du khách tâm linh đến vùng Jerusalem. Và đến vùng Jerusalem thì nó không phải là chỉ có người tin lành, không phải chỉ có người Thiên Chúa giáo, mà nó có cả người chính thống giáo, có cả người Thiên Chúa giáo, cả người Công giáo, cả người tin lành, lẫn người Hồi giáo. Bởi vì bức tường Jerusalem nó chia ra làm hai, một bức tường Tây, tức là bức tường phía Tây, và bức tường phía Đông. Cả hai bên gọi là tôn giáo là gục đầu vào cái bức tường đó. Do Thái giáo, Công giáo, tin lành và cả là những người của Đạo Hồi. Cho nên nó là một cái vấn đề hết sức lớn. Câu hỏi được hỏi là một câu hỏi hết sức nghiêm túc, hết sức nghiêm chỉnh. Đó là 9 người mà mới đây đó, tức ngày hôm qua phát hiện trên hồ sơ đó là bị nhiễm virus corona, đã phát hiện. Tức là nó đã qua cái thời gian ủ bệnh 14 hoặc là 28 ngày
không biết là những người này ủ bệnh bao nhiêu, tại vì cái thời gian ủ bệnh là từ 1-2 ngày cho tới 28 ngày. Giờ này chúng ta cần phải nhìn thấy ra điều đó. Và điều đặc biệt là trong thời gian ủ bệnh đó, thì những người mang, những người đang ủ bệnh vẫn có khả năng phát tán. Vậy thì Jerusalem nó, tôi nghĩ là trong vòng 2 tuần nữa hoặc là 3 tuần nữa, nó nặng nề lắm. Và Jerusalem không phải là người ta chỉ sống, tức là tín đồ hoặc là những người sống trong cái thành phố Jerusalem là ở trong đất nước Do Thái. Jerusalem là một cái thành phố du lịch, và từ đó nó sẽ phân tán đi khắp nơi. Giống như chúng ta có một cái câu chuyện là khoảng gần 200 người có mặt trong một cái hội nghị về thương mại tại Singapore. Thì sau cái hội nghị thương mại tại Singapore đó, Pháp dính chấu, Anh Quốc dính chấu. Tức là những người trong có mặt trong cái hội nghị tại Singapore đó là đã bị lây nhiễm bởi một số những người đến từ Trung Hoa. Và những người, tức là cái nguồn mà đến nước Pháp nó có hai nguồn. Một nguồn đến do những người đi du lịch, những người gốc Trung Hoa đi du lịch trở về thăm Trung Hoa rồi trở lại Pháp. Và một nguồn nữa nó đến từ cái trung tâm thương mại, cái hội nghị thương mại đó. Và những người ở Anh Quốc thì nặng nề, tức là cái nguồn mà đang rộ lên ở Anh Quốc là đến từ Singapore, từ cái hội nghị thương mại đó. Cho nên nó đang là cái câu chuyện để cho chúng ta thấy rằng cái sự phòng vệ của chúng ta nó như thế nào so với ý rất xa chúng ta. Ý là xa chúng ta, cả xa Trung Quốc cả hàng 1.300 km. Và thậm chí là Pháp, và bây giờ là vấn đề là Israel. Thì chúng ta nghĩ như thế nào về sự phòng vệ của chúng ta? Biên giới của chúng ta có phòng vệ tốt hay không? Đường biên giới của chúng ta như thế nào? Gần như là biên giới của chúng ta đó, nó đang gánh một cái vấn nạn lớn của cái chuyện là tự do ra vào của người Trung Quốc. Tức là người Việt Nam thì bởi vì chúng ta là công dân hạng 2, công dân hạng 3, cho nên chúng ta vào Trung Quốc là chúng ta phải có visa. Chúng ta vào Trung Quốc chúng ta phải xin phép. Trong khi Trung Quốc, người Trung Quốc vào Việt Nam khỏi cần xin phép, vào ào 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 ào, mà chuyện đó nó cả hàng năm nay rồi. Từ cái chuyện mà vào ào 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 ở biên giới phía Bắc đó, ngày hôm nay chúng ta đang đối diện với một cái chuyện mà báo chí mới sùi ra tối hôm qua tại Việt Nam. Báo chí sùi ra là cái gì? Nó liên quan đến tại Hội An. Ở Hội An, nó có những nhà nghỉ làm giấy nghỉ khống. Tại sao gọi là giấy nghỉ khống? Tức là các vị, thay vì là từ trước đến bây giờ nó là các khách sạn là có khách đến thì 10 người thì chỉ khai 2-3 người thôi, tại vì để né thuế, để trốn thuế. Trong khi bây giờ thì không có, các ngài cũng khai báo, mà không phải là khai báo 10 người, khai báo cả hàng trăm người, 200 người, 300 người. Và không phải là một khách sạn. Tin tức chúng tôi nhận được khoảng 6 khách sạn mà nó mới xì ra khoảng 2 cái nhà nghỉ thôi. Họ làm giấy khống. Và tại sao lại làm giấy khống như vậy? Đó là một hình thức kéo dài và hợp thức hóa cho những người đã chạy từ Trung Quốc, có rất nhiều phần trăm, có cả Vũ Hán nữa, chạy vào Việt Nam trong khoảng một tháng vừa qua. Và ngày hôm nay đó, họ muốn ở lại lâu và ở lại mà được chứng minh rằng mình đã từ Trung Quốc vào trong này cả 2-3 tháng trước ấy, thì họ phải chứng minh cái giấy của họ, cái giấy tờ họ ở khách sạn. Vì thế mà các khách sạn bây giờ đang có một cái dịch vụ nở ra là trăm hoa đua nở, là làm giấy xác nhận cho những người khách đã ngủ tại khách sạn của chúng tôi từ ngày nào tới ngày nào, từ tháng nào tới tháng nào. Và dẫu rằng những người đó chẳng bao giờ là biết mặt nhau cả. Những ông chủ khách sạn hoặc là những người tiếp tân chẳng biết là cái ông A, ông B đó nó từ đâu cả. Mặt mũi nó vuông tròn méo sẹo ra làm sao. Nhưng cứ làm giấy đó mà tôi lập lại.
Theo tin tức chúng tôi là 6 cái cơ sở như vậy làm, và mỗi một cơ sở làm ít nhất là 300 người. Ít nhất là 300 người trong vòng 3 ngày hôm nay. Trước đó 3 ngày tôi không biết, và sau này nữa, từ ngày hôm nay trở đi tôi cũng không biết. Chuyện đó là chuyện chỉ có các ông biết với nhau, các ông cộng sản và những người làm truyền thông biết với nhau. Tuy nhiên nó có cái chuyện tranh ăn với nhau, nó có chuyện mà cấu cắn nhau cho nên nó xì ra. Cái thằng khách sạn này làm ít, cái thằng khách sạn kia làm nhiều, thằng kia làm dễ, thằng này làm khó, bắt đầu nó mới xì ra. Xì ra nó mới lên trên báo chí, xì ra nó mới đụng đến gọi là các cái ông công an khu vực phải bị trả lời trước báo chí, cho nên không thể giấu được, cho nên nó mới xì ra hai cái cơ sở, gọi là hai cơ sở du lịch, làm chứng thực cho những người không biết mặt, cho những người không bao giờ, chưa bao giờ ở cái thành phố hoặc là ở cái khách sạn của họ cả, nhưng chứng thực rằng à, hai tuần này ông này đã ở đây, tiền bao nhiêu, tiền bao nhiêu. Điều này nó đang cho chúng ta nhìn thấy là cái tình trạng quản lý biên giới của chúng ta nó quá tuyệt vời. Cho nên cái tình trạng người Trung Quốc kể cả là ở Vũ Hán hay ở Quảng Châu đã đầy vào trong nhà của chúng ta rồi. Hôm qua tôi có đề cập đến một cái chuyện là có những anh chàng chạy ra ngoài cổng, tức là từ trong nhà mình chạy ra ngoài cổng và hô hoán lên, là đốt đèn lên cả, ơ hãy chuẩn bị ngăn chống virus corona. Trong khi từ 3 hôm trước, từ 4 hôm trước, anh ấy đã đem virus corona, tức là tử thần corona vào tới giường của vợ anh nằm, nằm chung với vợ của anh rồi. Và bây giờ anh đi ra, chạy ra tận ngoài cổng và anh đốt đèn lên, anh nói là mọi người ơi, coi chừng virus corona. Đó là một cái hành trạng của những người cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Từ mọi cấp, từ cấp xã, cấp quận, cấp huyện, cho tới cấp tỉnh, cấp thành phố và cấp trung ương, nó rành như vậy. Chỉ có thằng điên, chỉ có con mù mới không nhìn thấy mà thôi. Chúng ta có mắt, phải biết nhìn. Chúng ta có đầu, phải biết suy nghĩ. Đừng để đầu của chúng ta là đầu bã động. Đừng để cái cổ của chúng ta là cổ của một con bò, cổ của một con trâu, lúc nào cũng gục xuống vâng lời. Và cái sự vâng lời ngày hôm nay, đấy, nó diễn đến cái thảm cảnh cho cả gia đình của chúng ta, cả dòng tộc của chúng ta trong những ngày sắp tới. Thưa các anh chị em, chúng ta nhìn như thế nào về biên giới phía Tây Nam của chúng ta? Có anh chị em nào đi đến từng những vùng biên giới của phía Tây Nam để hiểu được vấn đề hay không? Không mấy người đâu. Anh em của chúng tôi là những người sống tại những vùng biên giới. Chúng tôi sống tại đó và chúng tôi hiểu sự khó khăn của đồng bào ở vùng biên giới ngày hôm nay ra sao. Rất là mua buôn ở buôn thúng bán mẹt. Và trong cái giai đoạn 3 tuần vừa qua là héo hắt, là buôn bán héo hắt. Và đột nhiên lại có những sự xuất hiện rất lạ lùng của những cái đơn vị gọi là những cái đơn vị hành chánh thứ thiệt, tức là những đơn vị hành chánh đặc biệt. Quân phục rất là lạ lùng xuất hiện. Và xuất hiện 1-2 ngày đó là biến. Và biến không phải là biến về thành phố, mà biến vào trong những cái chỗ du lịch rất là đẹp đẽ. Tức là những nơi du lịch hoang dã, những nơi du lịch tự nhiên hết sức là đẹp đẽ. Và người ta chỉ nhìn thấy, tức là dân chúng người ta chỉ nhìn thấy, à nó lạ quá, trong những cái vùng gọi là vùng hoang sơ như vậy chắc là có người. Bởi vì có người thì mới có sự tiếp tế. Tức là những cái đội xe tiếp tế là đi vào, tức là đội xe thức ăn, đội xe tiếp tế đi vào thoải mái. Tức là đi vào một cách hết sức là chuyên nghiệp. Vậy thì nó không phải là một nơi, không phải là hai nơi. Toàn vùng biên giới, anh em chúng tôi biết là khoảng 8 đến 10 nơi là như thế. Vậy chuyện gì nó xảy ra? Các ông ấy đang phòng chống cái gì? Các ông đang đón đợi cái gì? Đón đợi lực lượng Hoàng Cơ Minh xâm nhập vào biên giới. Giờ này thì Hoàng Cơ Minh, lính của Hoàng Cơ Minh cũng chết rồi. Một số thằng còn thì chỉ là những thằng lường bịp. Làm sao mà nó dám gọi là đâm đầu vào trong biên giới? Vậy là lực lượng là biên giới của lực lượng của ông Nguyễn Hữu Chánh hay là lực lượng của ông Võ Đại Tôn? Chẳng thằng nào điên để mà giờ này đâm đầu vào biên giới cả. Bởi vì nếu mà ngon ăn, nếu mà đâm vào biên giới được, tôi đã đâm rồi,
không chờ đến gọi là lực lượng hay là anh em của ông Võ Đại Tôn hay là của ông Nguyễn Hữu Trạch. Vì thế đang cần đặt với nhau một số những cái câu hỏi làm biên giới của chúng ta ra sao, chúng ta đã rước địch vào nhà như thế nào, và phải chăng là địch nó đã đầy ở bên trong rồi, nó vào trong nhà của chúng ta, nó vào bếp chúng ta, nó ngồi thu lưu ở trong bếp chúng ta, ngồi thu lưu ở bàn ăn của chúng ta rồi, thì bây giờ chúng ta mới hô hoán là chúng ta ngăn, chúng ta chống thế này thế nọ. Chúng ta đang có những cái địa phương tại Việt Nam đang chờ cơ hội để tuyên bố tỉnh chúng tôi không còn dịch nữa, tỉnh chúng tôi đã tiêu diệt được coronavirus rồi. Tỉnh chúng tôi đã có các cô y tá hết sức là đẹp đẽ, đã vặn, tức là vặn cổ vịt, vịt corona, tha hồ vặn cổ vịt. Và các cô đẹp đẽ vặn cổ vịt như vậy đó là đã thành công. Cho nên các tỉnh đều đang mong rằng, được tuyên bố rằng các cô y tá của chúng tôi đã vặn cổ vịt thành công. Vặn cổ vịt thành công là gì? Nghĩa là corona không còn nữa. Mà corona không còn nữa là khách sạn tiếp tục đón vào. Ngày hôm nay tàu đang đứng đầy ở ngoài biên giới, đang luồn cuộn ở khắp nơi rồi, ở trong nước rồi. Nhưng mà họ phải sống lần ở chỗ này, họ sống lần chỗ kia, với những đồng bào nghèo, thôn quê chẳng biết gì cả, khơ khơ khạo khạo. Cứ thấy người lạ đến cho tiền, kêu thôi cho tôi sống một tuần, trả một cái số tiền bằng 10 lần bình thường, thì người ta tiếp. Bởi vì người ta đâu có được giáo dục gì đâu, bởi vì người ta đâu có được thông tin gì đâu, cho nên người ta đón, người ta tiếp những người đó. Trong khi những người tàu đó bây giờ họ đang rất muốn đi đến những khách sạn, đi đến những cái nhà nghỉ công khai. Và khi đến các cái nhà nghỉ công khai như vậy là có dịch vụ. Các ông nhà nghỉ được đón vào thoải mái, cơm ăn nước rót phục dịch, tức là dịch vụ. Và khi các ông có đồng lợi đem vào đấy thì cái ông chính quyền cũng có được khoảng 30% cái phần lời đó. Tức là dịch vụ đang chết. Và vì thế các ông của các tỉnh, của các thành phố đang cố gắng gào lên là đang cố gắng để tuyên bố, đợi cái chuyện có cơ hội tuyên bố rằng coronavirus, con vịt cổ đó, con vịt corona đó đã được các nữ bác sĩ, các cô y tá xinh đẹp là vặn cổ vịt thoải mái, đã thành công. Vì quyền lợi kinh tế trước mắt, hầu hết những người cộng sản từ cấp tỉnh đi lên đều đang nghĩ như vậy. Ngoại trừ những thằng to đùng ở bên trên thì đang rét thấy mẹ thấy cha, đang sợ thấy mẹ thấy cha. Thưa các anh chị em, chúng ta nhìn vào cái hình thái kinh tế như vậy để chúng ta thấy đất nước của chúng ta nó chẳng ra cái hệ thống gì cả. Một cái thảm họa, gọi là đại họa của cả thế giới. Tất cả các nước đều chân mình ra, tìm vơ bèo vặt tép bất cứ thứ gì để có thể chống được, thì răng ra đường để chống, răng ra đường để bảo vệ, để tự vệ. Thì chúng ta có một cái bè lũ gọi là quan lại, nhe cái hàm răng cải mã của chúng nó ra để gặm những cái miếng ăn trước mắt. Nó cóc cần biết là phía sau cái miếng ăn khốn nạn của nó đấy, sau cái chén rượu gọi là ngọt ngào của nó đấy, thì biết bao nhiêu người sẽ phải chết. Dân tộc Việt Nam sẽ phải đối diện với một cái cảnh là diệt vong. Bởi vì nếu tình trạng này đó, nó cứ duy trì như thế này, tức là nó cứ giống như mèo giấu cứt như thế này, thì Việt Nam tôi nghĩ rằng ít nhất cũng phải cỡ 5 triệu người bị cái chủng corona. 5 triệu người đó có thể là có thân nhân gia đình của tôi, bạn, hoặc thậm chí có thể là có tôi. Đừng nghĩ rằng ở ngoài thì không bị, ở ngoài nước thì không bị. Mình còn liên quan đến đất nước của mình còn tình cảm với đất nước của mình. Một người thân của mình từ Việt Nam đi ra bên ngoài, không lẽ là mình chối? Làm sao mà chối được? Là phải ôm lấy gia đình của chúng ta,
bạn bè của chúng ta, đồng chí của chúng ta. Khi anh em chúng ta từ nơi, từ gọi là vùng dịch, từ nơi nguy hiểm đi ra bên ngoài, thì mà muốn gặp chúng ta là chúng ta ngại gì mà chúng ta không gặp, kể cả là chết. Bởi vì là đồng chí, là anh em. Cho nên cái tương quan, cái quan hệ nó ràng buộc chúng ta với nhau. Cái chuyện, câu chuyện của Việt Nam ngày hôm nay, nó chúng ta cần phải nhìn hết sức rõ ràng rằng chúng ta đang đấu với tử thần trong cái cuộc chiến tranh tự vệ, cuộc đấu tranh tự vệ, mà chúng ta vũ khí rất ít, chúng ta không có áo giáp. Các quốc gia khác họ đều trang bị áo giáp cho nhân dân của họ. Chúng ta và cái anh chàng Campuchia, anh chàng Hun Sen, đó là những người cầm quyền là lùa người dân cởi trần, thậm chí là các bà khỏi cần mặc cọc xê lao ra đánh nhau với virus corona. Thưa các anh chị em, có một cái câu chuyện gọi là đón người từ vùng dịch Hàn Quốc trở về, và nó nảy ra một cái chuyện cãi nhau y xèo của tối hôm qua, tức là cách đây khoảng 8 tiếng, 10 tiếng, cãi nhau y xèo của những người gọi là các vị quan chức. Cãi rằng vậy thì thằng nào ra đón chúng nó? Và đón chúng nó rồi để ở đâu? Tức là thằng này đẩy qua thằng kia. Miệng thì rất mong rằng sẽ sớm nhất công bố rằng hết dịch bệnh, tức là không có dịch nữa. Và bây giờ đó là bảo rằng nhân bản, giống như là cái cô giáo kia, đó là người mình nhân bản lắm, người mình là dù rằng hàng xóm có khó khăn, chúng ta vẫn tiếp nhận người của hàng xóm. Trong khi chính dân của chúng ta từ Đại Hàn, từ cái tỉnh Dayun đi về là không nhận, tức là đẩy cái thằng Thái Nguyên mày nhận đi, thì thằng Thái Nguyên đổ cái thằng Biên Hòa mày nhận đi, thằng Biên Hòa, thằng Đồng Nai đổ Vĩnh Long nhận đi, tức là không có thằng nào chịu nhận cả. Trong khi chúng ta nhận rất đông đảo, gọi là nhận rất đông đảo những người Trung Quốc, những người từ Vũ Hán, trong khi là chính người Việt Nam chúng ta không nhận nhau. Tại sao chúng ta không nhận nhau? Phải chăng là vì Vũ Hán nó về đó thì nó là con ông cháu cha? Máy bay đón rước ghê gớm, mặc quần áo cứ như là phi hành gia. Trong khi cái bọn ở Đại Hàn về thì nó là gì? Ở Dayun đa phần là khố rách áo ôm, mẹ nghèo kiết xác đi sang bên đó để đi làm lao động ở bên Dayun, hoặc là đi học. Mà những đứa đi học chúng nó làm sao có tiền, những đứa đi lao động làm sao chúng nó có tiền nhiều. Cho nên thôi, thằng nào nhận thì nhận, tao không có nhận, tao chỉ nhận Vũ Hán thôi, tao chỉ nhận người về từ Vũ Hán thôi. Nó khốn nạn là khốn nạn ở cái chuyện đó. Và đâu đó chúng ta nhìn thấy bản chất cộng sản của chúng nó thê thảm như thế nào. Nó y như cái câu chuyện mà 650 ký khẩu trang đã xài rồi ở vùng dịch Vĩnh Phúc, đã được tập trung đem về Hà Nội xếp lại gọn gàng sạch sẽ, chuẩn bị bán ra cho thị trường để cho người Hà Nội ngàn năm văn vật tha hồ bịt mồm. Con người ta đối xử với nhau như vậy. Tại sao? Tại sao con người ta lại đối xử với nhau như vậy? Thưa các anh chị em, nó có một cái câu chuyện liên quan đến cái chuyện biên giới của chúng ta sẽ đối diện. Bởi vì bây giờ đó, các ông đã mở toang hoác rồi, đã mở cả mấy tuần lễ này, cả tháng này, mở toang hoác rồi, đâu có ngăn chống mẹ gì đâu. Và trong cái thời gian sắp tới đó, ngăn cũng không được nữa. Bởi vì tại sao? Ở Trung Quốc bây giờ nó đang xảy ra một cái tình trạng đó là vũ khí nước bọt, vũ khí nước miếng. Tại sao gọi là vũ khí nước miếng? Tôi mới nhận được cái bản tin mà cười thì cười nhưng mà cười trong đau khổ. Tức là những cái người trong một số cái vùng dịch ở Trùng Khánh, họ bị bao vây. Đây đúng là bản chất của Trùng Khánh.
họ bị bao vây không cho ra bên ngoài, tức là loại bất xuất ngoại bất nhập. Trong những cái chiếc xe hơi đi ra, dân giàu thì mới đi xe hơi, chứ là dân nghèo sao đi xe hơi, thì bị chặn lại. Và các anh chị em biết là họ chống lại bằng cách nào? Họ ném những cái gì những cái bịch ni lông, những cái bịch ni lông trong đó là chứa nước mưa rất là sạch sẽ và họ ném vào cho cái lực lượng gọi là lực lượng bao vây. Lực lượng bao vây bỏ chạy hết. Tại sao lực lượng bao vây lại phải bỏ chạy với các cái bịch ni lông như vậy, được anh chị? Đúng là trùng khánh. Mà tôi nghĩ nó sẽ được nhân rộng ra khắp các nơi. Bởi vì nước miếng của người ta phun vào trong những cái bịch ni lông đó. Hầu hết nó đều là những người bị dịch rồi. Phun vào những bịch ni lông và họ gói lại. Khi mà đối diện với lực lượng chức năng chặn họ lại đó, họ ném cái nào là nước ba ni lông mà nó vỡ, nó be bét, ai cũng sợ. Thế nên cái mô hình này tôi nghĩ là nó sẽ được nhân khắp Trung Quốc, và khi nó được nhân khắp Trung Quốc nó cũng không có nể nang gì Việt Nam rồi, và nó sẽ vào Việt Nam, nó sẽ nhân ở Việt Nam. Trong cái trường hợp đó là biên giới là tành banh hết. Ai mà giữ được biên giới nữa, khi mà gặp cái vũ khí gọi là vũ khí sinh, cái đó là vũ khí sinh trùng, vũ khí vi trùng như vậy. Cho nên biết đâu đây nó có thể là một cái cuộc diễn biến mới cho các cuộc biểu tình tại Trung Quốc. Và đã nói đến những cái cuộc biểu tình tại Trung Quốc thì ít hay nhiều nó cũng phải liên tưởng đến những cuộc biểu tình tại Việt Nam. Và người ta dùng vũ khí nó là như vậy, bởi vì một khi mà người ta không đỡ được nữa, người ta biết là người ta sẽ chết, người ta sẽ đủ mọi cách người ta làm. Giống như là trường hợp ở Vũ Hán, có những người người ta ném tiền của người ta. Thì mới đây là tại Hàn Quốc, tại Seoul, ném khoảng 500 yun, tức là tiền Hàn Quốc, 500 triệu yun tại Seoul. Người ta được biết là số tiền đó là có ném từ một cái tầng thứ 14 tại Seoul, và do 9 người, tức là những người đã bị cách ly rồi trong cái khu vực đó. Mà ở Hàn Quốc họ tự cách ly, họ tự cách ly chứ không giống như là ở Vũ Hán. Và họ cảm thấy rằng họ không sống được nữa, cho nên họ tung tiền. Trong cái trạng thái tung tiền ấy, nó có hai mặt của một vấn đề. Mặt thứ nhất chính là lòng tốt của họ. À thôi bây giờ trước khi chết rồi thì thì tung tiền ra. Ai nhặt được đồng nào thì người đó vui. Nhưng cái vế thứ hai nó lại một cái vế khác, tức là cái vế lây nhiễm. Người ta cầm một đống tiền như vậy thì có những cái tờ tiền mà tay người ta tiếp cận vào, người ta thở, người ta bực, người ta khóc này kia, nó là người đồng tiền nó dính vào cái virus đó. Và khi bay xuống thì cái hình ảnh mà chúng ta nhận được tại Seoul là có nhiều người tay trần cầm tiền, cầm những tờ tiền, tại vì nhiều quá, rớt xuống phố nhiều quá thì người ta cầm những tờ tiền tay không cầm lên, cái đó là dính chỗ. Thì tại Hồ Nam chúng tôi được biết là phía sau, cái mặt sau của cái chuyện ném tiền là để cho lây nhiễm. Người ta ném và người ta phun phì trước khi người ta ném. Bởi vì người ta bị bắt buộc cách ly, tức là cách ly cưỡng bức. Người ta không ra bên ngoài được. Và những cái lực lượng bên ngoài đó, tức là lực lượng mà đi rồng ngoài đường đó, đều là những cái thành phần của những, tức là thành phần quân đội hoặc là bán quân đội, được quyền đi lại. Và thường là ở những nơi khác đến. Và ai cũng thích tiền cả. Chính những người đó cầm đồng tiền đó, nhặt những đồng tiền đó. Tại vì người ở Vũ Hán không có được, tức là nguyên một tuần lễ này là không có, hai tuần lễ này là không có được tự nhiên đi ra ngoài. Mà thành phần đi lẩu ngoài đường đó là đều là thành phần gọi là thành phần của chính quyền. Cho nên những đồng tiền đó được nhặt, thì dù rằng cho lúc nhặt á,
là họ cũng cẩn thận, họ nhặt bằng găng tay đi nữa, thì khi mà họ đem về nhà, con của họ thế nào cũng sờ vào, hoặc là vợ của họ thế nào cũng sờ vào. Đếm tiền mà, có ai đếm bằng chân đâu, có ai đếm bằng găng tay đâu. Đếm tiền là đếm bằng tay. Và thậm chí là họ có cẩn thận, họ nói là nói với bà vợ là thôi đừng có đếm, cái này cứ một sấp như vậy đi mua đưa cho người khác thôi. Thì khi họ đem đi họ bán, họ trao đổi bán, thì những người thứ hai, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư họ đâu có biết, thì cứ tay không họ họ đếm thôi. Và cái thói quen của người Á Châu là đếm rồi còn, tức là cái tay là để cho nó ram ráp, cho nên nếm vào một chút xíu nước miếng nữa để đếm cho nó chắc chắc ăn cho nó đúng đúng số là tiêu. Đó là cái tình trạng của Vũ Hán. Còn tại những người ném tiền ở Seoul thì tôi không nghĩ là họ có cái hành động đó đâu, họ không có cái ý đồ đó đâu, nhưng mà vô tình cũng sẽ dính. Thì chúng ta trao đổi với nhau những chuyện như vậy để thấy rằng đó là cái tình hình của chúng ta là tình hình rất khó. Mới đây nó có một cái thông tin liên quan đến sự hợp tác của người Mỹ đối với Việt Nam. Thì các cái tờ báo lá cải, các cái tờ báo tuyên giáo của Việt Nam chạy một cái tít nó giật hết sức là ngược ngạo và nó hơi buồn cười. Đó là Tổ chức Y tế Quốc gia của Mỹ, tức là Liên bang của Mỹ, vì thấy rằng Việt Nam đã dập được dịch, Việt Nam đã chỉ có 16 người thôi mà đã chữa được hết rồi. 16 người rồi. Cho nên xách vali sang Việt Nam để học, để học cái cách phá dịch, dập dịch, gọi là vặn COVID, corona của Việt Nam. Đây là một cái cách tự sướng và những người Việt Nam có nhiều người cũng vỗ tay tự sướng theo. Cái này là quyền tự sướng nhé, quyền tự sướng của các vị, quyền tự sướng của các cô, các bà, của các ông. Tôi lạm bản, tôi không nói đến. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói đến là nói với cái tính cách là nói với tính cách của những người có được một số những nguồn thông tin để chia sẻ với nhau. Đó là thông tin mà tôi nhận được, đó là đang kỳ kèo giữa những người gọi là cầm quyền Cộng sản Việt Nam với người Hoa Kỳ, đang kỳ kèo là ba trung tâm hay là hai trung tâm. Bởi vì trung tâm của nó, tức là trung tâm của người Hoa Kỳ và Việt Nam, theo tin tức tôi nhận được là đúng ngày mùng 2, ngày mùng 2 tháng 3 họ sẽ vào. Và họ vào đó, một trung tâm của họ đó, nó không có nhẹ. Tức là một trung tâm của họ ít nhất cũng phải là 3 đến 4 cái xe po luộc. Tức là nó lớn, rất nhiều phương tiện. Và họ đến họ làm gì? Phải là họ học cái cách dập dịch của Việt Nam không? Điều này đang gợi cho chúng ta một cái yêu cầu về lòng căm thù. Chúng ta từng tự hào rằng chúng ta đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Tại sao bây giờ chúng ta lại van lại, hôm trước tôi có đề cập đến trong một cái live stream là hãy nhìn về nước Mỹ và van lại nước Mỹ. Bởi chỉ có nước Mỹ mới có thể dập dịch được cho Việt Nam mà thôi. Nói ra điều này không có nghĩa là tôi nói là tôi thấy như vậy cho nên tôi nói và bây giờ nó đúng, thưa không. Tôi nói tầm bậy tầm bạ, nó vô phúc vô tình làm sao nó trúng được, răng miệng được một chút xíu. Tuy nhiên rõ ràng là mình nhìn, mình luận, mình thấy rằng đất nước Việt Nam khôn hồn ấy, thì tức là có thể là các anh cầm quyền anh vừa đú đẩn với thằng Trung Quốc. Dẫu là thằng Trung Quốc ngày hôm nay nó, anh là con điếm, nó không làm tình được với anh nữa bởi vì nó giặt dẹo mẹ nó rồi. Nhưng mà anh vẫn còn sợ nó, anh vẫn còn lại van. Nhưng biết khôn khéo đi. Hãy nhìn về nước Mỹ mà rửa sạch thân thể của anh đi. Để lạy ông kẻ thù, lạy ông kẻ thù đế quốc Mỹ xin cứu lấy chúng tôi. Và người Mỹ họ không có hèn,
Người Mỹ họ không có hèn giống như những người cộng sản, cho nên họ sẵn sàng họ trở lại Việt Nam với, và họ nói là chúng tôi tới là chúng tôi tới đàng hoàng, chúng tôi tới với phong thái đĩnh đạc của chúng tôi, cho nên tôi yêu cầu cho chúng tôi đặt ba cái vùng lãnh thổ, tức là ba cái vùng, xin lỗi, lãnh thổ thì lớn quá, tức là ba cái trung tâm, chúng tôi tiếp nhận hết bất kể virus đực hay virus cái, virus nhọn hay virus tù và đem đến, chúng tôi chữa tất, chúng tôi nhận hết ba trung tâm. Nhưng các ông cộng sản Việt Nam vẫn nhìn về anh chàng Trung Quốc bằng một cái nhìn kính sợ, cho nên nói là thôi các ông ơi, dẫu gì nữa thằng chồng cũ của tôi, mẹ nó cũng hay ghen lắm, cái thằng côn đồ cũ của tôi nó cũng hay ghen lắm, cho nên các ông đừng đặt ba trung tâm, đặt hai trung tâm thôi. Có thể là 5 triệu người đó, hai trung tâm thì chữa được 3 triệu người hoặc là 4 triệu người. Còn nếu như là 3 trung tâm thì các ông có thể chữa hết, thì bây giờ 2 trung tâm thì đủ rồi. Chết 4 triệu, à cứu được 4 triệu cũng xong rồi, còn 1 triệu cho nó chết mẹ đi. Dân chúng tôi, mạng sống dân chúng tôi có là cái gì đó, rác rưởi. Đó là cái ngôn ngữ, tôi suy luận nha, nhưng mà nó có lẽ nó là như vậy. Cho nên thằng Mỹ thì đòi là 3 trung tâm, mà thằng Việt Cộng thì thôi đừng 3 trung tâm, 2 trung tâm thôi. Nó có cái gì trong đó nó chéo ngoe phải không? Không các anh chị em. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là các anh chị em tại Việt Nam là thoải mái, không cần mask, không cần gì hết. Chúng ta có Mỹ rồi, Mỹ nó đến rồi, tháng 3 ngày mùng 2 nó đến rồi thì chẳng sợ mẹ gì virus, có Mỹ rồi thì làm quái gì mà virus đánh được, làm quái gì mà chết. Đừng có lầm các anh chị em. Hãy giữ mạng sống của mình, hãy cầm lấy cái mạng sống của mình một cách cẩn thận. Và nếu chúng ta sống sót, nếu vì Thiên Chúa, vì Đức Phật, vì các đấng thượng đế, vì các đấng vô hình, vì các vị thần thánh của đất nước chúng ta, nước non Đại Việt, làm cho chúng ta còn sống được sau cái trận gọi là trận Đại Hồng Thủy Coronus Vũ Hán này, thì chúng ta, liệu chúng ta có tiếp tục sống một cuộc sống hèn hạ nữa hay không? Tiếp tục sống một cái cuộc sống trâu bò nữa hay không? Tiếp tục để cho những cái thằng gọi là những cái thằng khỉ không ra khỉ, tinh tinh không ra tinh tinh, lợn chó không ra lợn chó, nó ngồi trên đầu của chúng ta. Nhấn mạnh lại với các anh chị em một lần nữa, chúng ta chỉ có khi chúng ta khom lưng chúng ta xuống, chúng ta cúi đầu của chúng ta xuống, thì những cái đứa ác nó mới ngồi lên đầu của chúng ta được, nó mới ngồi trên cổ của chúng ta được, nó vắt va vắt vẻo ngồi trên cổ của chúng ta, cầm hai cái dây thừng móc vào tai của chúng ta, giật trái phải, chúng ta là con trâu. Và chúng ta chỉ có khom lưng xuống thì con trâu, cái chúng ta mới là con trâu, chúng nó mới ngồi trên đầu trên cổ của chúng ta được. Khi chúng ta đứng thẳng lưng lên, tất yếu những cái thứ gọi là nửa người nửa ngợm, nửa khỉ nửa heo đó, nó sẽ phải lộn cổ nó xuống, tại vì khi chúng ta đứng thẳng, ai có thể ngồi trên cổ chúng ta được. Đây là một vấn nạn rất lớn của đất nước của chúng ta, đó là người Việt Nam có quá nhiều người tình nguyện làm trâu bò, tình nguyện cúi đầu cắm cổ xuống để cho một cái bọn gọi là bọn thực dân kiểu mới, một bọn tay sai cộng sản kiểu mới, tức là bọn côn đồ nó nhảy lên trên đầu của chúng ta, nó cắp cổ của chúng ta. Liệu rằng sau cái thảm dịch corona này đó, thì chúng ta có tỉnh ra được hay không để chọn lựa một đời sống xứng đáng là một con người? Muốn như vậy đó là cuối cái live stream này, rất muốn được chia sẻ với các anh chị em một, tức là ba cái câu nói của cái người mà tôi bị ảnh hưởng rất nhiều, và tôi nghĩ nó ảnh hưởng đến chúng ta rất nhiều. Đó là Lão Tử. Xin đừng nghĩ rằng Lão Tử là người Hán nhé, chật lất. Điều muốn ta nói đến đầu tiên đó, nó là cái câu trong kinh dịch.
cách vật chí trì, thành tâm chính ý, tu thân tề gia, trị quốc hòa thiên hạ. Một số các anh chị em là nghe cái chữ hòa thiên hạ thì có vẻ vênh tai, có vẻ ngược tai, nó là bình thiên hạ. Cái thời gọi là bình nhau, cái thời mà chiến thắng lẫn nhau, nó vứt mẹ nó đi rồi. Cái thời đó, cái chữ bình đó là do một số những người gọi là văn hóa Hán Nho, họ cố gắng họ nảy ra cái chữ, từ cái chữ hòa mà họ nảy ra thành cái chữ bình. Còn cách vật, chí tri, chúng ta nhìn sự vật, nhìn sự việc để hiểu thấu đáo cái việc gì nó đang diễn ra. Cách vật, tức là nhìn sự việc từ gần đến xa. Chí tri, tức là để hiểu thấu đáo cái sự kiện nó xảy ra chung quanh cái vấn đề đó, chung quanh cái sự kiện đó. Về lịch sử cũng thế, về văn hóa cũng vậy, về chiến tranh cũng vậy. Cách vật, chí tri, thành tâm chính ý. Chúng ta hiểu được vấn đề mà chúng ta không thành tâm ấy, thì chúng ta chỉ là những thằng gọi là lợi dụng chính trị, những thằng gọi là chính trị ba xu, những thằng chính trị lươn lẹo. Thí dụ như là ở nước ngoài có một cái thằng như là thằng Hoàng Duy Hùng chẳng hạn, hoặc là mới đây lại kéo theo thằng Hoàng Duy Hùng, lại kéo theo cái thằng già, thằng mất nết, thằng chó chết, thằng Hà Văn Sơn. Tức là những cái thứ đó là gọi là cách vật chí tri. Có thể là chúng nó cách vật được đấy, chúng nó cũng có thể chí tri được đấy, nhưng mà chúng nó không có thành tâm. Cho nên cái ý của chúng nó là ý ma muội, chứ nó không phải là chính ý. Cho nên cách vật chí tri, thành tâm chính ý. Khi chúng ta chính ý, chúng ta định được trí của chúng ta rồi thì chúng ta mới có thể tu thân được. Chứ tu mà không biết gì, tu mà không nhận ra được cái gì sẽ đến với chúng ta, hoặc là chúng ta tu để làm gì đó, tức là chúng ta không định được cái thì chúng ta chỉ là cái người tu EA thôi, gõ mõ EA hoặc đọc kinh EA. Và những người gọi là gõ mõ EA hoặc là đọc kinh EA như vậy, đứng trước virus rồi virus đánh một cái là vỡ máu mồm ngay, hộc máu mồm, bể máu mồm ngay. Giống như cái bà 61 tuổi gì đó của cái gọi là nhà thờ. Nhiều người cứ nói là cứ lạm dụng cái chữ nhà thờ, rồi nghĩ rằng nhà thờ là của bên Công giáo hay là Tin lành thế này thế nọ. Thực ra là cái chữ nhà thờ, cái đó cần phải định lại, gọi là cái nhà thờ của cái phái, đó chỉ là một giáo phái thôi. Tin lành thì rất nhiều giáo phái, bởi vì nước Mỹ họ tôn trọng cái quyền tự do tín ngưỡng. Bản thân tôi, nếu mà tôi sang bên Mỹ mà tôi hứng, tôi cũng làm ra được một cái đạo của tôi thôi. Có 5 người hoặc là 3-4 người hoặc chỉ có vài ba anh em, tôi vẫn có thể làm ra được một cái giáo phái của tôi. Tự do tín ngưỡng ở Mỹ nó là như vậy. Và Hàn Quốc họ cũng đâu đó họ chấp nhận cái hình thái như thế. Cho nên cái vấn nạn của cái giáo phái thiên địa mới đó, nó có khoảng gần 200.000 tín đồ. Thì từ những năm 1984 đến nay đó, là bên phía chính quyền là họ cũng gai mắt lắm, nhưng họ không ra tay gọi là bắt phạt. Nhưng mà sau cú này tôi nghĩ là sẽ phạt đấy, bởi vì nó có cái tình trạng là bất hợp tác. Tức là những người của cái nhà thờ đó, của cái tôn giáo, của cái giáo phái đó là bất hợp tác với bên phía chính quyền, cho nên không có khai báo rằng tôi có mặt trong cái nhà thờ đó, tôi có mặt trong cái buổi lễ đó là né đi. Bởi vì họ tin rằng lời cầu nguyện của họ là sẽ xong hết. Lời cầu nguyện của họ là sẽ chống được virus corona, việc gì phải sợ virus corona. Cho nên nó xảy ra cái tang thương tới ngày hôm nay. Từ cái chuyện này cũng cần, tức là từ cái ngôi nhà thờ đó cũng nhìn về những cái ngôi nhà thờ tại Việt Nam. Tôi là người Công giáo và Công giáo Việt Nam khác với Công giáo thế giới nhiều lắm các anh chị em. Tại vì Công giáo Việt Nam cuồng tín hơn với những người Công giáo của Pháp, của Âu Châu. Và khi mà chúng ta cuồng tín thì dễ chết lắm ạ. Bảo rằng cầu nguyện tìm Chúa, Chúa làm sao mà đỡ được hết cho mọi người được. Chúa mà có ngăn được cái
gọi là giữ được sức khỏe cho chúng ta là chúng ta phải phải thông minh, chứ chúng ta ngu quá Chúa nào đỡ được chúng ta. Cho nên việc mà đến các nhà thờ đó là cũng cần phải cẩn thận lại, cần phải cẩn thận lại. Chùa chiền cũng vậy, chúng ta đến ngồi bên cạnh nhau, chúng ta gõ mõ, chúng ta đọc kinh, chúng ta tụng kinh, một người trong một cái ngôi chùa như vậy là ít nhất sẽ, tức là trong chùa mà có 500 người thì ít nhất cũng 100 người mang theo cái anh chàng, tức là cái vua, đế vương. Tại vì virus corona nó hình thái của nó là gì? Là cái vương miện, nó là vua. Tức là chúng ta đem đức vua corona của chúng ta về nhà và chúng ta lây lan ra khắp. Cho nên những cái chùa chiền, những cái miếu mạo, những cái đình miếu, ngôi nhà thờ tại Việt Nam là chúng ta cần phải xếp lại trong cái giai đoạn này. Đây là cái lời gợi ý của chúng tôi. Còn việc có nghe hay không đó là việc của các vị, việc của các anh các chị, trách nhiệm của các anh các chị với xã hội, với con cái, với con em của các anh chị. Thế cách vật trí chi, thành tâm chính ý, tu thân tề gia, trị quốc hòa thiên hạ. Và Lão Tử có một cái câu mà tôi nghĩ câu này nó rất cần cho chúng ta phải suy nghĩ. Đó là làm thầy thuốc sai đó, thì tức là hơn 2.000 năm trước đây rồi, Ngài có nói rằng làm thầy thuốc mà sai đó thì chỉ có hại một người thôi. Làm chính trị sai là hại cả 1 triệu người. Nhưng mà làm văn hóa sai nó hại đến 1 triệu người. Cái chế độ cộng sản, cái chủ thuyết cộng sản, nó là một cái cách gọi là cách làm văn hóa sai. Bởi vì những cái thằng đầu não đó, nó tạo cho con người ta một cái ý tưởng là ý tưởng vô thần. Nó đem một cái thuyết của một con khỉ, thuyết Darwin, để nó làm thành một cái xương sườn, một cái xương chậu của cái chế độ cộng sản. Vô thần. Cộng sản là vô thần. Tam vô. Vô gia đình, vô tổ quốc và vô thần. Ngày hôm nay đất nước Việt Nam nói đến cái chữ tổ quốc. Trước đây khoảng 20 năm nó không có cái chữ tổ quốc. Tức là cộng sản là không có tổ quốc. Tổ quốc, tổ cò, tổ kiến, tổ ong gì nó không có. Khoảng 20 năm trước đây chúng nó định nghĩa tổ quốc là gì? Thưa các anh chị em, tổ quốc là tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Bây giờ chém đầu, bể sọ chúng nó ra, lấy dao vỡ đầu, xẻ đầu những thằng gọi là 40 năm tuổi đảng, 50 năm tuổi đảng, thì trong óc nó có cái gì về cái chữ tổ quốc? Đó là tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Thằng nào cũng vậy hết. Những thằng mà cỡ tuổi đảng 40 năm đổ lên, bổ đầu nó ra đều có cái chữ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong đầu của nó không có cái tổ quốc nào gọi là tổ quốc Việt Nam cả. Tổ cò Việt Nam thì có, tổ kiến Việt Nam thì có, tổ ong Việt Nam thì có, nhưng tổ quốc thì không. Vì thế mới nói rằng cộng sản là tam vô, vô tổ quốc, vô thần và vô gia đình. Trong gia đình của chúng nó, đi họp chúng nó là đồng chí bố, đồng chí con. Vào trong phiên họp là chỉ xỉ vả nhau đồng chí bố, đồng chí con. Trong cái cải cách ruộng đất của Việt Nam, trong thời điểm năm 1946-47 cho tới năm 1953-54 tại miền Bắc, thê thảm, thê thảm, thê thảm. Trong cái chuyện là bố đánh con đánh bố, gia đình tan nát ấy. Đó là một ý đồ của chúng ta. Ý đồ của bọn cộng sản Nga cũng như cộng sản Trung Quốc. Mà thằng cộng sản Việt Nam là thằng tay sai, những thằng răng đen mã tấu tay sai. Nó áp dụng y chang cái chuyện đó để đánh vỡ nền tảng gia đình, vô gia đình. Chúng ta có thể ngủ với nhau thoải mái. Thằng em có thể ngủ với bà chị dâu. Chúng nó là như vậy đấy. Vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo.
Và vì thế đó, gọi là cái mô hình văn hóa đó, cái mô hình xã hội đó, nó làm băng hoại biết bao nhiêu quốc gia của Đông Âu. May mà giai đoạn năm 1990 đó, các quốc gia tại Đông Âu đó, họ đạp đổ đi được cái chủ thuyết đó. Nhưng cái anh chàng Việt Nam thay vì là lúc bấy giờ là đang gọi là bú cu cho thằng Nga, mút cu mút cơ va cho thằng Nga, thì khi thằng Nga nó sụp đổ thì thay vì đi theo cái đường lối Moscow thì lại không, lại đi trở ngược lại cái đường lối của cái thằng Long, thằng Mao Trạch Đông, tức là không bú cu nữa mà là bú lông, liếm lông. Cái trò khốn nạn của những kẻ cầm quyền cộng sản Việt Nam nó là như thế. Thì ngày hôm nay chúng ta phải thấy rằng cái nền tảng văn hóa đó, người ta nói đó, tức là từ thời của Đạo Đức Kinh nói rất rõ ràng là làm thầy thuốc sai hại một người, làm chính trị sai hại cả triệu người, nhưng làm văn hóa sai là hại muôn triệu người. Ngày hôm nay chúng ta cần phải nhìn Đông Âu, họ đã mửa thốc mửa tháo cái gọi là văn hóa cộng sản rồi. Ngày hôm nay chỉ còn những kẻ điên, những kẻ khùng, những kẻ chó má, thân là thân người nhưng lòng là lòng dạ, là lòng dạ lợn gà, đang cố gắng bám vào cái chủ nghĩa cộng sản để vơ vét thành làm giàu cho chính mình mà thôi. Đó là bọn cộng sản tại Việt Nam ngày hôm nay. Trời đất nào mà chịu được khi mà bao, tức là một cái sự sai lầm như vậy nó gây ra biết bao nhiêu sự tai hại. Nếu không có cái tâm lý vô thần, nếu không có cái trạng thái gọi là đại đồng theo cái màu đỏ của chế độ cộng sản, thì làm gì có cái cải cách ruộng đất tại miền Bắc, và làm gì có cái cuộc là giải phóng miền Nam, để trong ngoặc kép chữ giải phóng miền Nam, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Cái câu của ông Bùi Giáng: đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào, đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam, nó rõ ràng ra. Và giờ này cái họa nó đang cái gọi là cái sự trả báo, quả báo nó đang đến. Bởi vì cái chiến tranh của miền Nam Việt Nam nó kéo theo biết bao nhiêu những người chết, thanh niên miền Bắc chết, thanh niên miền Nam chết, thanh niên miền Bắc chết vì ngu dốt, thanh niên miền Nam chết vì phải chống lại, phải bảo vệ, phải ra chiến trường để bảo vệ cái miền Nam. Bao nhiêu thanh niên đã chết, hàng triệu thanh niên đã chết cả hai miền. Và sau cái gọi là chiến thắng đó, hàng triệu người đã chết trên biển, chết ở trên biển, chết ở trên rừng, hàng triệu con người. Thảm cảnh vượt biên vượt biển, cho tới giờ này các anh chị em trẻ tại Việt Nam chưa nhìn ra, tại chúng ta bị che hết. Chứ còn nếu mà để làm phim ấy, thì thằng Do Thái nó còn thua xa. Những cái cuộc vượt biển của dân Do Thái thua xa với vậy, không so sánh gì được với những cái cuộc vượt biển của người miền Nam Việt Nam, của người Việt Nam Cộng Hòa. Cả 500,000-600,000 con người Việt Nam đã chết trên biển. Con số 500,000-600,000 là con số không phải là con số ảo tưởng, con số của Liên Hợp Quốc họ điều nghiên và họ công bố. 500,000-600,000 con người chết trên biển, rồi tù đầy. Khoảng 200,000 con người bị tù đầy. Và khi họ tù đầy như vậy, gia đình của họ ra sao? Bị đẩy ra ngoài vùng kinh tế mới, chiếm đất của họ, chiếm nhà của họ, và vơ vét về đem hết ra miền Bắc. Bao nhiêu cái nội oan khiên trùng trùng, trời cao đâu phải rằng không có mắt, và giờ này đang bắt đầu hiển lộ ra. Cho nên thưa các anh chị em, đã đến lúc cần phải nhìn vào chính bản thân mình để nhìn thấy ra ta đang ở đâu, để thấy rằng trời không phải là không có đâu. Câu cuối cùng muốn gửi đến các anh chị em, nó liên quan đến tín ngưỡng, liên quan đến tín đồ, liên quan đến lòng tin của mỗi người. Đó là cái câu: đạo khả đạo,
phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Đây là một cái câu xương cốt của Đạo Đức Kinh. Đạo khi được còn gọi là đạo thì nó là đạo tầm thường, nó không phải là đạo. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Nó khi được phải định nghĩa rằng nó là đạo, còn gọi được nó là đạo, và mọi người phải nhìn, phải chiêm ngưỡng, phải chiêm ngắm, phải bảo vệ rằng đó là đạo, thì cái đạo đó không phải là đạo chí tôn, không phải là thượng đạo. Cho nên đạo khả đạo, phi thường đạo. Đừng có đứng ở cái đạo của mình rồi anh mặc định cho mình một cái quyền anh xỉ vả đạo khác. Anh coi là mẹ tụi mày là mê tín dị đoan, tao mới là tin đúng này, tao mới là thông minh, tao mới là siêu việt trác tuyệt, đạo tao mới là sắc trác tuyệt. Chúng ta bảo vệ cái đạo của ta như thế, bảo vệ cái bản, gọi là cái bản đạo của ta, cái bản ngã của ta như vậy. Đạo khả đạo, đạo còn được gọi là đạo, phải gọi là đạo, phải định nghĩa là đạo, phải ràng buộc là đạo, thì đạo đó phi thường đạo. Nó không phải là đạo chí tôn, nó không phải là cái thứ đạo sẽ dẫn con người ta đến sự hòa bình. Danh khả danh, phi thường danh. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Khi cái tên của anh còn quyến luyến vào cái tên của anh còn quyến luyến vào cái danh của gia đình của anh, cái danh của anh, danh chính của anh, thì cái danh đó nó cũng chỉ là tầm thường, nó không phải là gọi là cái danh sẽ còn tồn tại mãi với vũ trụ này. Nhưng khi chúng ta quên mình đi được, chúng ta nhìn đến anh em của chúng ta nhìn đến xã hội của chúng ta, nhìn đến đất nước, nhìn đến thế giới, và chúng ta đặt chúng ta vào trong cái cộng đồng của dân tộc và trong cộng đồng của thế giới được, tức là chúng ta quên mình đi được, thì cái đó nó mới là trường tồn. Danh khả danh, phi thường danh. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Ngày hôm nay trong cái bối cảnh của corona, chúng ta đang đối diện với một sự sống chết của chúng ta. Tiền bạc chúng ta có thật nhiều, giống như những người ở Hàn Quốc. Đến khi corona đến, chúng ta dùng tiền để chúng ta trấn được corona hay không? Không. Cho nên ngay giờ phút này, hãy tự bảo vệ mình và tự bảo vệ tâm hồn của mình, tự bảo vệ linh hồn của mình. Muốn bảo vệ được linh hồn của mình, được tâm hồn của mình, hãy nhìn đến nỗi đau của những người chung quanh để tìm cách chia sớt cái nỗi đau đó. Đừng sống một mình, đừng chỉ vì một mình, bởi vì chúng ta sẽ chết thảm nếu chúng ta chỉ biết nghĩ đến chúng ta. Giờ này chỉ có mang cái suy nghĩ của cộng đồng, mang cái niềm, gọi là niềm yêu thương của cộng đồng, thì chúng ta mới có thể tồn tại được. Và chúng ta tồn tại dẫu rằng chúng ta sẽ phải chết, thì cái chết của chúng ta để cho có được sự tồn tại của những người khác, để cho có sự tồn tại của cái thế hệ sau này. Chứ còn nếu mà ngày hôm nay cứ khom chuyện ôm tiền giữ tiền của chúng ta là không làm được cái gì cả. Giờ này là giờ phải thực sự đem tấm lòng của chúng ta ra để rải sự yêu thương, bảo vệ được xã hội hay không. Ngày hôm nay chính là sự yêu thương, chính là sự nhìn vào sự thật, biết giá trị của sự thật để từ chối bóng tối. Xin chào các anh chị em.